Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Taco đã giới thiệu chiếc Kia Carens hoàn toàn mới. Nhưng có một cái điều rất là đặc biệt, một chiếc xe dành cho gia đình 7 chỗ nhưng mà lại ra mắt vào ngày độc thân vui vẻ. Các bạn thấy buồn cười không? Nhưng mà không sao cả, nhân vật chính ngày hôm nay chính là đến phía đằng sau tôi. Xin giới thiệu với các bạn luôn là Kia đợt này ra mắt đến bao nhiêu nhỉ? 3, 4, 7 phiên bản với 3 động cơ và 4 tùy chọn hộp số. Và đây đằng sau tôi, đây là phiên bản dầu Signature đắt nhất, có giá 859 triệu. Vậy thì chúng ta bây giờ đi tìm hiểu xem 859 triệu phiên bản này có được trang bị những cái gì. Đầu tiên phía về mặt nhận diện đầu tiên ở phía trước này, các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là một trong những nhận diện mới của Kia. Trước đây là các bạn nhìn thấy cái mặt mũi hổ đúng không? Bây giờ nó không còn nữa. Cái sự hiện diện này nó tương đối hiện đại và có phong cách của một chiếc xe điện đúng không? Và tôi thì tôi lại nhìn ra ngay một cái phong cách là hình như chiếc Carens này nó lại giống cái chiếc Beijing X7 của tôi các bạn. Vẫn có một cái mặt tản nhiệt, cái lưỡi tản nhiệt ở phía dưới to to. Đèn cũng kiểu dạng dạng như thế. Và đây ở đây có một cái họa tiết mới hình cắt. Nói chung là với cái thiết kế này thì Carens tôi đánh giá là được. Có nghĩa là nó không quá đẹp nhưng mà nó khiến cho các bạn sẽ cảm thấy là nhìn lâu cũng không chán. Nó không bị khóa phá cách quá như chiếc Sportage kia, mà nó vẫn mang cái vẻ hiện đại trung tính hơn. Đèn thì vẫn là công nghệ LED nhưng không có bi. Không có bi như chiếc xe kia mà vẫn là LED HUD mà thôi. Đi phía đằng thân xe đi. Thân xe thì các bạn có thể thấy rằng nói luôn, trong phân khúc này đối thủ của nó thì Kia Carens có cái kích thước to nhất, rộng 1m8, dài 4m56 và cao 1m75. Đó. Cái khoảng chiều dài cơ sở này là 2m78, đúng bằng chiều dài cơ sở của chiếc Hyundai Starazer. Bởi vì làm sao? Hai chiếc xe này nó sử dụng đúng cái nền tảng của nhau. Tuy nhiên thì mức giá thì hoàn toàn khác nhau các bạn đấy. Về mặt thiết kế các bạn có thể nhìn thấy rằng cái phần thân xe này nó mang cái thiết kế mượt mà, chứ không có cái thiết kế theo kiểu mạnh mẽ, nam tính hoặc là gì đó, mượt mà hơn. Và đường nét nó đơn giản hơn. Và chính những cái đường nét đơn giản này nó sẽ khiến cho cái xe này nó sẽ bền dáng hơn. Và tại sao Kia lại gọi đây là một chiếc SUV chứ không phải một chiếc MPV? Thì các bạn có thể nhìn thấy, nhìn ngang ra, nó giống như một chiếc, thiết kế như một chiếc SUV hơn là một chiếc MPV. Mặc dù là cái công năng của nó giống một chiếc MPV hơn, đúng không ạ? Về mặt lốp này, các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng sử dụng lốp Continental có kích thước là 215/55R17. Với một cái kích thước này thì nó không quá to, thậm chí là cái bản size lốp thì nó cũng hơi nhỏ một chút. Nhưng và với một người thực dụng ấy thì cái lốp này sẽ cho người ta có một cái công năng sử dụng tốt. Đó là gì? Cái chiều cao thành lốp nó lớn, bề mặt lốp nhỏ, khiến cho độ ồn của lốp sẽ ít hơn và độ êm ái của chiếc xe nó cũng sẽ tốt hơn. Đó. Nhưng mà phải thử mới biết. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy rằng là ở phía đằng đuôi. Phía đằng đuôi thì nó vẫn rất là Kia luôn. Có âm hưởng của một chiếc EV6 hay là một chiếc Sportage ngay ở bên cạnh các bạn thôi. Đây, Sportage các bạn có thể nhìn thấy là một cái đuôi, đèn đuôi như này. Một cái đèn chạy từ dọc suốt từ bên nọ sang bên kia. Thì ở phía chiếc Carens mới nó cũng vậy đúng không các bạn? Họa tiết khác đi một chút. Nó cũng là có một cái cụm đèn, có một cái giao diện nó khá là đẹp mắt. Tôi nghĩ là khá đẹp mắt và cũng có một cái đường đèn chạy suốt từ bên nọ sang bên kia. Và cái họa tiết mà nhát cắt hình hình chám này này, nó được hiện diện
ở rất nhiều nơi, ở phía trước mặt ca lăng và ở phía sau chỗ ốp thân này này, khiến cho một chiếc xe nó tương đối đồng nhất về mặt thiết kế. Một cái thiết kế nữa đó là các bạn có thể nhìn thấy nó rất điện, đó là một thiết kế đuôi cắt thẳng và không có cốp, không có bumper. À, không có cái này gọi là cản sau, không có cản sau, khiến cho cái xe và rất ít cái mảng chia cắt, nhìn cái đuôi xe nó hiện đại. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng cái đuôi của Karen nó rất là mạnh và đơn giản. Phía sau đó nữa thì xem các bạn được trang bị cái gì. Cảm biến. À, có một cái là đèn lùi. Đèn lùi đã đặt xuống đây. Đây là đèn lùi gì đây? Đó. Phiên bản Signature này, cao cấp nhất. Tuy nhiên có một cái điều là ngay tiện đằng đây, mở cửa đây. Phiên bản ở bên cạnh tôi kia, xa xa kia, mặc dù chỉ có giá 849 triệu và giảm hơn so với chiếc này 10 triệu, nhưng mà nó có cốp điện. Về mặt ngoại hình, tôi nghĩ rằng với thiết kế này là ăn đứt cái số ở trong phân khúc rồi. Kể cả từ Expander đến Ertiga của Suzuki, hay là Toyota Veloz, thậm chí cả người anh em của nó là Hyundai Stargazer, thì Kia Carrera có một cái thiết kế được gọi là đẹp hơn, mẫu mực hơn. Đó. Còn bây giờ chúng ta lên xe để xem cái nội thất của nó có được trang bị gì. Ở phía tôi bắt đầu vào chiếc Kia Carrera bằng hàng ghế thứ 3 để xem ra cái với cái khoảng không gian chiều dài cơ sở là 2m78 thì Kia Carrera có đủ rộng không. Các bạn có thể thấy rằng là cũng được. Có điều thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy nó cái thiết kế nó đẹp hơn, đó chính là nó có các cái họng gió điều hòa đến từng vị trí một, thay vì ví dụ như Stargazer hoặc là Expander, thậm chí là Veloz là nó có một cái hàng điều hòa ở trên và trông nó rất là thô xấu. Nhưng ở Kia Carrera thì họng điều hòa nó đã được để đến từng vị trí một, thậm chí cả vị trí ở hàng thứ ba. Cổng sạc Type-C nhá, được thiết kế tại đây, tại hai vị trí hai bên của hàng ghế thứ ba, cũng như các chai nước được bố trí tương đối là cẩn thận. Tuy nhiên thì ngay phía sau tôi, khi mà hàng ghế thứ ba được bật lên sử dụng thì cái không gian phía sau tôi sẽ không còn đủ chỗ để một cái vali, thậm chí chỉ là vali cabin. Các bạn chỉ có để được vài cái túi nhỏ mà thôi, không còn không gian nữa. Đó. Tuy nhiên về mặt ghế thì nó có một cái hay là ghế này ở hàng thứ ba cũng vẫn có một cái vị trí ngồi tương đối là cao ráo. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đầu tôi vẫn còn một khoảng không gian rất là lớn, thì các bạn không thể nào mà bị khi mà sóc nó có thể lẩy đến cái mức độ mà bạn đã chạm được trần được, không có. Đây là một không gian tương đối tối ưu và khoảng để chân tôi vẫn ngồi được. Có nghĩa rằng với một cái kích thước bữa hơn 4,5m này thì Karen Kia có nói rằng đây là một bước tiến trong việc mà bố trí cái không gian nội thất của xe, tạo cho một không gian rộng và thoải mái nhất ở phân khúc. Cũng có thể tạm tin là như vậy. Bây giờ tôi lên hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai này thì các bạn có thể thấy rằng Karen có một cái thiết kế rất là hay nhé. Đó là gì? Một cái bàn để đồ, đúng một dạng phiên bản của FPV luôn. Đó, một cái bàn để đồ móc treo. Họng gió điều hòa thì ở trên này rồi, các bạn có thể nhìn thấy được. Có cửa sổ trời. Đấy.
Và đặc biệt là cái quạt gió các bạn có thể điều chỉnh được ngay ở phía dưới ở hàng 2 này. Khi các bạn điều chỉnh ở đây có nghĩa rằng cái dàn này của nó là độc lập với dàn trên nhá. Đấy, ở dưới tôi không có thấy sự hiện diện của cổng sạc tai A nữa, mà thay vào đó là tất cả là tai C hết rồi. Ở đây các bạn có thể thấy rằng đây là một cái tiện ích rất là hay của Kia Carens này. Đây là một cái cửa gió, các bạn có thể để một cái chai nước ở đây. Nếu các bạn muốn làm mát, các bạn gạt cái này lên thì gió nó sẽ thổi ra để các bạn làm mát những cái đồ vật của bạn ở đây. À, hay chưa? Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn, đây là được trang bị ở phiên bản cao cấp, là trang bị hệ thống âm thanh của Bose, tương tự như chiếc Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp. À, hay không? Quá hay luôn. Về mặt bố trí thì hàng ghế thứ hai cũng bố trí gập 46 như một số xe MPV khác. Tốt. Về mặt ghế da tôi thấy ok, ghế da khá đẹp, thậm chí đẹp hơn cả Stargazer luôn. Và đương nhiên rồi, nó đẹp hơn khá nhiều so với Hyundai với Toyota Veloz hay là Mitsubishi Expander. Bây giờ chúng ta lên hàng ghế thứ nhất, nơi đó có xem nó được trang bị những gì. Ở hàng ghế thứ nhất thì các bạn có thể thấy rằng không còn sự hiện diện của một cái màn hình liền ở phía trên này nữa, trông mà người ta hay gọi là cái bàn thờ. Mà cái cách làm cái này mà tôi thấy khá là ưng, nó đẹp và nó bắt mắt hơn. Ở phiên bản cao cấp thì đây nó là một dạng nhựa đen bóng, nhưng mà nó lại có họa tiết nhá, nó có họa tiết, nó hình cong theo ôm theo cái mà nó tương đối giống như ở trên chiếc Sportage ấy, cũng cái dạng thiết kế cong hướng về phía người lái như này. Màn hình đây là 12.3 inch theo đúng cái kiểu Tucson ấy, các bạn có thể nhìn thấy trên dẹt mỏng dài, đúng cái gu mà xu hướng bây giờ trang bị các cái màn hình kiểu này. Màn hình ở trên công tơ mét cũng là màn hình kỹ thuật số hoàn toàn luôn nhá, hoàn toàn luôn, nó cũng giống ở trên chiếc Stargazer luôn. Vậy thì trang bị nữa còn bao gồm cái gì? Cruise control tôi không nhìn thấy ở trên này có cái trang bị Smart Sense của Kia ở trên này, không nhìn thấy, chỉ có cruise control. Bên này là các mode chuyển hướng, chuyển chức năng, Roy không thấy có. Mà đương nhiên rồi, ví dụ như là ABS hay là ESP là được trang bị ở đây này. Có một cái gì nữa? À, các bạn có thể nhìn thấy đây là phiên bản cao cấp, trên các bạn có thể nhìn thấy luôn. À, đây có cổng USB Type A này, USB Type C này, nhưng mà không quên có một cái cổng tẩu ở đây. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng cái này là cam, không có cam 360 nhá, chỉ có cam lùi thôi. Đấy, chỉ có cam lùi này. Đây là cảm biến quanh xe này. Đây là làm mát ghế, làm mát ghế hai bên, làm mát ghế cả hai bên. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ đổ xuống dốc có. Driver mode có. Driver mode ở đây sẽ có Eco, Normal và Sport. Đấy, Eco, Normal, Sport. Cái chuyển chức năng thì các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện hình ảnh nó cũng sẽ được thay đổi theo. Trang bị gì nữa? Về mặt thiết kế thì các bạn miễn bàn rồi, đúng không? Tương đối đẹp. Cái chỗ vị trí cốc nước đặt ở đúng chỗ cửa gió, các bạn để đồ và chai nước ở đây thì các bạn sẽ nhận được một cái chai nước mát. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy nó kéo ra cái vào nó hơi khó. Hơi khó. Một cái điều nho nhỏ, đây tôi lấy cái điện thoại ra tôi để cho các bạn xem là các bạn có thấy gì không? Biểu tượng đây là cái khoách tán của nước hoa. Ở đây nó có mấy cửa gió nhỏ. Ở đây cũng mát ra này, mát ra này. Nếu các bạn có để đặt cái chai nước hoa ở trong này thì cái hương thơm, mùi hương nó sẽ được khoách tán qua cái họng gió này đi ra ngoài và khiến cho cái xe của bạn sẽ được
thơm tho hơn. Đó. Với phiên bản này thì là phiên bản động cơ diesel 1.5 lít thì được đi kèm với hộp số AT6 cấp. Tuy nhiên vẫn dùng phanh tay cơ chứ không phải là phanh điện tử nhé. Đấy. Ở đây cũng vậy này. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là có một cái cửa gió rất là hay, có cửa gió để làm mát các đồ uống ở cho các bạn ở đây. Đó, rất là hay. Ở đây thì được trang bị thêm một cái cổng sạc không dây này. Đấy. Cái này thì tôi đánh giá rất là cao việc mà trang bị của Kia Carens. Tuy nhiên thì có một điều nói với các bạn rằng về trang bị, về thiết kế, về trang bị thì Kia Carens khá là ổn, khá là ổn. Và lần đầu tiên ở phân khúc này, Kia giới thiệu một lúc 3 phiên bản động cơ đi kèm với 4 phiên bản hộp số. Khác hẳn với các đối thủ là chỉ có 1 phiên bản động cơ và 1 đến 2 phiên bản hộp số là cùng. Thậm chí là người anh em của nó là chiếc Hyundai Stargazer thì chỉ có 1 phiên bản động cơ và 1 phiên bản hộp số mà thôi. Carens thì giới thiệu 3 phiên bản động cơ. Một là động cơ xăng nạp khí tự nhiên 1.5 lít, hai là động cơ xăng 1.4 tăng áp như ở trên chiếc Seltos, và ba là động cơ dầu 1.5 lít như thế này. Động cơ xăng thường thì đi với hộp số MT, số sàn, và đồng hộp số IVT gọi là mà như ở trên chiếc Stargazer. Hộp số động cơ 1.4 tăng áp thì đi kèm với DCT 7 cấp như ở trên chiếc Seltos, và động cơ dầu thì đi kèm với hộp số 6 cấp tự động. Đó. Và một cái điều nữa, Kia Carens cho phép các bạn lựa chọn một cái bố trí ghế ngồi 6 ghế không phải 7 ghế, với cái hàng ghế thứ hai là hàng ghế độc lập 2 ghế thôi. Và phiên bản đó cũng là phiên bản cao cấp nhất của Kia Carens. Có một điều, giá của Kia Carens dao động từ 619 triệu cho phiên bản thấp cấp nhất, và phiên bản cao cấp nhất là đến 859 triệu. Và đặc biệt cái nhu cầu ở trong phân khúc này chính là phiên bản xăng thường Luxury có giá 699 triệu, gọi 700 triệu. Tuy nhiên thì ở phiên bản đấy thì việc trang bị thiếu thốn rất là nhiều, không có driver mode, không có sưởi, không có rất nhiều những cái option không có. Vậy thì Kia Carens sẽ lấy gì để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh của nó tại phân khúc này? Điều đó sẽ chờ thị trường trả lời trong thời gian tới. Vừa rồi là nội ngoại thất trang bị của chiếc Kia Carens phiên bản Signature động cơ dầu có giá 859 triệu. Tuy nhiên thì về mặt vận hành nó chiều nay thì sẽ chạy đi thử. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn. Đấy nhá, hai thằng em nó quý mình thế.